Và tiếp theo đây, tôi sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh sửa khuôn mặt có đôi mắt xệ. Với đôi mắt xệ và không có mí như thế này, chúng ta nên vẽ thêm mí. Ở đây, tôi dùng màu xám đậm để vẽ mí. Phủ thêm màu xám đậm vào trên đường kẻ mí. Sau đó, dùng cọ tán điều để mí mắt trông mềm mại và tự nhiên hơn. Dùng màu đen, nhấn từ phía đuôi mắt, xéo lên phía thái dương, để phần đuôi mắt có vẻ cao lên. Thêm một lớp màu xám bạc vào phần đầu mắt, làm mí mắt nổi bật hơn.